Hello, xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đức Mẫn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chiến lược trong Govinam. Thì đầu tiên chúng ta cần hiểu chiến lược là gì. Chiến lược đó là những đoàn đã được tinh lược để chiến đấu, đó là những cái tổ hợp đoàn để tấn công. Đầu tiên chúng ta thủ. Một, chúng ta sẽ bước lên đinh tấn trái, chém số 1 bằng tay trái. Một. Hai, chúng ta thu tay trái về, tay phải đấm thấp vào bụng đối phương, đinh tấn trái giữ nguyên. 2 3 bước lên đinh tấn phải, đánh trỏ số 1 bằng tay phải. 3 ây ây. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn chiến lược số 1. Chúc các bạn tập luyện thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.